Cánh tay anh chị em 21 đâu ạ? Dạ vâng, sông nào chẳng chảy một dòng, gái nào chẳng muốn tìm chồng hiền lương. Ai về mảnh đất mù sương, quê anh Yên Bái, thiên đường trai ngoan. Sinh thời hiếu nghĩa giỏi giang, kính cha kính mẹ dịu dàng phu thê. Quê em Văn Chấn, Lục Yên, gái như tiên nữ giữa rừng hoa lan. Anh về bán đất bán nhà, xui cha xui mẹ lên nhà rước em. Chẳng say rượu sắn men nang, mà say trai gái yên bình mù cang. Gái thời da trắng má hồng, mà trai thời khí chất như dòng Định Kiên. Ai về Trạm Tấu Văn Yên, ngắm cô sơn nữ dáng duyên nhất vùng. Bao chàng mong ước trùng phùng, đêm trông ngày ngóng chờ chung một nhà. Ai về Nghĩa Lộ Trấn Yên, kết duyên Long Phượng lên thiên sử vàng. Trai gái trung dũng đảm đang, nét xuân duyên dáng dịu dàng vùng cao. Và quả thật để nói về nét đẹp của lang thanh nữ tú miền sơn cước Yên Bái quê ta thì dùng ngàn lời cũng không thể là tả hết được. Nhưng đó cũng chính là tình cảm của anh Kiên gửi đến toàn thể anh chị em 21, anh chị em Yên Bái đang sinh sống và lao động xa nhà. Chúc anh chị em luôn mạnh khỏe, thành công và may mắn. Cảm ơn anh chị em rất là nhiều.